Phương Trang nhiều lắm. Huyền Đi và Thanh Tùng xin kính gửi lời chào đến khán giả của mình bữa tối của ngày hôm nay. Đặc biệt show diễn thứ nhì trong tour lưu diễn đón mừng kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của Golden Horse Entertainment. Thứ bảy tuần trước chúng tôi có show diễn ở Las Vegas, thành công vô cùng, khán giả vỗ tay rần rần. Nhưng đêm nay sẽ hay hơn Las Vegas tuần trước nhiều lắm. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì khán giả của mình là dân sành điệu ngồi ở đây. Có đúng vậy không? Nam Cali. Chị em báo trước quý vị luôn, đêm nay trực tiếp thâu hình và sẽ phát hình trên toàn thế giới. Thành ra lần nữa, Huyền Nghi Thanh Tùng xin quý vị vừa vỗ tay lớn mà vừa cười tươi để ống kính lấy hình quý vị, chiếu cho cả thế giới ta coi, ta ganh tị chơi. Được không quý vị? Nam Cali 1, 2, 3. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình lần này thì chúng nhân dịp kỷ niệm rất là đặc biệt thì trung tâm của chúng tôi đã đầu tư rất lớn để đưa về những lực lượng hùng hậu nhất về âm thanh, ánh sáng và dàn dựng sân khấu để cho có thể cống hiến cho quý vị những tiết mục rất là đặc biệt, và với sự tham gia của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ đã hợp tác với quý trung tâm từ nhiều năm qua. Kính thưa quý vị, Huyền Nhi thì chưa có nhiều cơ hội để hợp tác với trung tâm, nhưng trong một dịp đặc biệt này, kỷ niệm 30 năm hành trình làm nghệ thuật và được góp một phần nhỏ bé trong chương trình là một vinh dự rất là lớn đối với một người nghệ sĩ trẻ giống như Huyền Nhi, để có thể được đứng bên cạnh một người MC kỳ cựu nhiều tên tuổi, đó là MC Thanh Tùng. Kính thưa quý vị, em nó thương nói vậy thôi chứ em chưa tên và càng chưa có tuổi. Em đứng đem nhìn xuống em thấy đó, đồng nghiệp nghệ sĩ của mình đầy dưới đây luôn nè. Đó, Đức Tiến ngồi dưới, đồ đẹp lắm. Rất nhiều bà con của mình ở Nam Cali, quý vị ơi, cho tụi em thưa là chương trình ngày hôm nay diễn ra đó, hồi nãy Huyền Ni đã có cơ hội gặp gỡ một số khán giả hỏi thăm, nhưng bây giờ cho thật là nhanh, cho tụi em muốn biết nơi quý vị đã đến để tham dự chương trình hôm nay. Ai là bà con mình sống ở ngay đây vùng San Diego? Đây là thổ địa thì cho em nghe tiếng vỗ tay thật lớn quá vậy. San Diego. Wow, San Diego is going strong. Vậy thì bây giờ tiếp theo một thành phố, nếu quý vị đến từ thành phố này thì quý vị phải la thật lớn để cho chúng tôi biết là quý vị đến từ đó. Los Angeles, can I hear you? Los Angeles, thành phố thiên thần. Wow. Bây giờ nếu quý vị đến từ nơi này, vỗ tay lớn hú hét dùm cho em, cho cả thế giới kinh động luôn nha. Ai đến từ thủ đô của người Việt hải ngoại, quận Cam? Wow, bây giờ mình hỏi làm sao để có thể dặn được cái tiếng la vừa rồi. Ai là những người không đến từ ba thành phố trên? Như vậy là có những cái gì không phải cư dân Cali. Quý vị đến từ tiểu bang nào quý vị? Diêu tả. Arizona. Texas luôn. Wow. Có ai đến từ Boston không? Có ai đến từ New Jersey không? Có luôn. Atlantic City có luôn hả? How about Philadelphia? Tức là tất cả hết trơn. Có ai đến đây mà từ Việt Nam bay qua coi show không? Thiệt luôn hả? Em hỏi chơi thôi mà. Cái gì là chèo thuyền qua đây coi show luôn nè. Em nghi ngờ cái mức độ thành thật của khán giả chúng ta, từ vì em thấy Việt Nam cũng cái nhóm đó, San Diego cũng nhóm đó, Los Angeles cũng cái nhóm đó là sao? Quay. Nói tóm lại, dù cái gì đến từ thành phố nào, tất cả chúng ta cũng đều đến từ quê nhà của mình là Việt Nam, đúng không quý vị? Nó hỏi Việt Nam là vỗ tay thôi. Bà con, bây giờ giúp giùm tụi em, trước khi mà giới thiệu các ngôi sao ca nhạc đêm nay, cho tụi em xin tràng pháo tay thật lớn. Đây là những chàng trai đến sân khấu này đầu tiên, họ sẽ rời cuối cùng. Họ chơi nhạc tuyệt vời, ngôi sao được hát với họ rất an tâm. Tràng pháo tay thật lớn cho đệ nhất ban nhạc đến từ Canada, ban nhạc Headline. Rồi bây giờ mở đầu thì là chúng ta đã có có cái vụ này. Quý vị ơi, ở trên ghế quý vị ngồi là có sẵn một cái stick như thế này.
Đây là cây stick mà nó bấm đèn màu. Quý vị làm theo hướng dẫn dùng cho em. Đây là quà tặng của ban tổ chức dành cho khán giả chương trình mình tối ngày hôm nay. Bây giờ quý vị mở cái bao ni lông bên ngoài ra giùm em. Mở ra, đó. Em có cô người mẫu, quá xinh đẹp. Rồi sau đó quý vị giật cái miếng stick ở bên dưới của stick này, giật nó ra. Phải giật nó ra nha quý vị. Rồi sau đó bấm cái nút ở bên dưới đấy, bấm cái nút đó. Đây, đèn sẽ hiện lên. Được chưa quý vị? Có ai làm không được, em chạy xuống nơi em dạy luôn, chỉ luôn được không quý vị? Dễ mà phải không? Rồi, dậy lên giùm em nha, quay hình thật đẹp nha bà con. Chút xíu nữa, nu rất là thèm cảnh này. Hồ Ngọc Hà, Lệ Nguyên, Ngô Kiến Huy, Giang Hồng Ngọc thèm lắm. Bây giờ, cho em giới thiệu tiếp một kế tiếp chương trình ngày hôm nay. Đến từ San Jose với Thanh Tùng, chàng ca sĩ đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, đặc biệt hát tiếng Hoa rất hay. Và một trong những lần đầu tiên được góp mặt với quý vị, cần quý vị vỗ tay thật lớn, nam ca sĩ Alex Cole.